rồi, đó là ông thầy màn hình đúng không? Có sao đâu, bà làm bài hát cũng được mà, vô cách lời đi, cách đấy đi. Quay cái vị trí này nè, thấy không? Nghe sợ không? Thầy sáu là cái đắp tóc đó thôi. Chờ em về thăm lại bến đò xưa nhiều kỷ niệm xa xôi lắm rồi vẫn nhớ từng vết thương trên con đường quen thuộc này mà anh vẫn đứng gặp nhau bao nhiêu là mong mơ mình vẫn thương em người ghé tay thành trăng trăng như những giờ xưa cắt quần anh đi quỷ nó mất cái này. Ủa, mua màn hình hết nhiêu? Triệu hả? Gần triệu. Chỗ này nè, quay chỗ này nè. Nó dính bố này.
quỷ thì kia. Chứ tạm tao bao có đồ này đấy, trời bao không? Rồi, quả này ấy tạm thời tắt đi. Quả này khác.